Tổng cục thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng. Tổng cục thuế cho rằng cần triển khai quyết liệt mạnh mẽ việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng nhằm minh bạch hoạt động kinh doanh vàng. Đến nay cả nước đã có hơn 5.800 cơ sở kinh doanh vàng bạc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tổng số lượng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền trong một năm qua đạt trên 1 triệu hóa đơn. Trong chỉ thị số 14 vừa được ban hành, Thủ tướng cũng đã giao Ngân hàng Nhà nước thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết vừa phân công cán bộ thanh tra thuế tham gia đoàn công tác thanh tra kiểm tra thị trường vàng theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước.